Chuyển sang những tin tức khác, thưa quý vị, nhạc sĩ Lam Phương, người có nhiều sáng tác được đông đảo công chúng yêu thích như là Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Duyên kiếp, Phút cuối, đã từ trần tại thành phố Fountain Valley, California, Mỹ sau thời gian chữa tai biến mạch máu não, hưởng thọ 83 tuổi. Vâng, và khi nghe tin thì rất nhiều khán giả đã bày tỏ lòng thương tiếc người nhạc sĩ tài năng của nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Lam Phương sinh năm 1937, tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ra tại Rạch Giá, Kiên Giang. Ông là nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với gần 170 tác phẩm phổ biến từ thập niên năm 1950 cho đến nay. Năm 1999, nhạc sĩ bị tai biến mạch máu não và trải qua nhiều đợt điều trị. Từ giữa tháng 12 năm nay, ông phải nhập viện cấp cứu khi bị bệnh tim và tai biến trở nặng và đã từ trần vào lúc 18 giờ 07 phút ngày 22 tháng 12 theo giờ địa phương. Thời gian dài trước khi mất, nhạc sĩ liệt nửa người do biến chứng của tai biến, bệnh tim và các bệnh tuổi già. Trước khi mất, ông sống cùng em gái ruột tại phía nam California của Mỹ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lam Phương tự mày mò học nhạc. Ca khúc đầu tiên, đầu tay của ông là bài Chiều Thu Ấy, viết khi mới 15 tuổi. Vào năm 18 tuổi, ông đã xuất bản hàng loạt các ca khúc viết về quê hương. Trong đó, khúc ca Ngày Mùa được hầu hết các trường học chọn để dạy cho học trò ca múa. Từ năm 1996 đến năm 1998, ông cộng tác với các trung tâm âm nhạc người Việt tại Mỹ, Pháp và đi lưu diễn ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ. Trong nền âm nhạc Việt Nam thì âm nhạc của Lam Phương vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ khi mà các ca sĩ thế hệ sau yêu mến hát nhạc của ông.